Xin kính chào cô dì, chú bác, anh chị em, quý vị khán giả đang theo dõi video mới nhất trên kênh Dòng Đời của mình. Cô chú anh chị ơi, mới nhất trên trang cá nhân của chị Võ Thị Hồng Loan thì chị có đăng một cái dòng trạng thái rất là vui luôn của chú anh chị. Đó, một cái tấm hình áo dài nha, một cái phần quà kèm thêm một cái dòng trạng thái như này quý vị. Quà của chị yêu Nani Si Nguyễn Hi Hi. Tươi quá chị ơi, không những có bánh mà còn có tình thương. Khác nữa rồi, hôm qua luôn bằng luôn combo áo dài cho hai vợ chồng. KKK, lo từng chút, hiểu từng giây. Chỉ có chị mà thôi. Em cảm ơn của chị rất là nhiều. Đó, một cái món quà rất là ý nghĩa ha. Thì hôm qua thì chị Ni cũng như là chị Hồng Loan cũng đã có một cái buổi đi tất niên tại cái nhà hàng ở quận 11 của chú anh chị. Và chị Ni cũng đã đấu giá một cái cặp áo dài trị giá là 20 triệu đồng để tặng cho em gái Hồng Loan cũng như là anh Hải ha. Đây là một cái món quà thực sự quá là ý nghĩa luôn quý vị. Đó, mọi người có thấy được tình cảm của chị Ni dành cho chị Hồng Loan như thế nào không? Đó, rất nhiều cô chú anh chị gửi những cái lời comment phía dưới ha. Chị Bùm Bùm, chị Dung Dung Võ cũng có comment ha. Ủa, ai chụp tấm hình cho chị Móm mà đẹp quá vợ. Đó, anh David Nguyên thì cũng có comment là áo dài đẹp, hộp bánh rất là ngon. Chị Loan mặc áo dài rất là đẹp ha. Rất là nhiều người comment thả tim. Đó, chị Ni thì bây giờ là giống như là hơn cả một người chị của chị Hồng Loan của chú anh chị. Chỉ lo cho chị Hồng Loan từng chút một ha. Trong cái câu chuyện mà lo pháp lý trong cái vụ tranh giành tài sản thì bây giờ chị Ni vừa có một quà rất ý nghĩa, một cái cặp áo dài rất là đẹp luôn ha, tặng cho cả hai vợ chồng luôn. Đó, ở trên các hội nhóm thì người ta cũng có những câu hỏi thắc mắc là không biết bên người ta nói như thế này quý vị. Nó tức là bên phía bún bò, nó thắc mắc vì sao chị Ni lại thương Loan giúp đỡ hoài từ tập 64 đến nay, tại không thích được bà già mệt. Tức là nhiều người ta thắc mắc không biết chị Ni là có mối quan hệ như thế nào với chị Hồng Loan, nhưng mà thấy là bảo vệ và giúp đỡ chị Hồng Loan rất là nhiều ha. Bằng những cái tấm lòng thường thì chị Ni người ta chị cũng rất là ít khi mà chia sẻ những cái việc làm của mình, nhưng mà mới đây nhất thì cái món quà là một cái cặp áo dài màu đỏ tặng cho hai vợ chồng mà chị Loan và anh Hải. Đó, một món quà tinh thần rất là giá trị ha. Và mới hôm nay, sáng hôm nay thì chị Loan vừa mặc xong và chị cũng đã đăng status để cảm ơn chị của mình ha. Đó, mọi người thấy không, con gái thì nhờ phước cha, chị Hồng Loan bây giờ giống như là diều gặp gió ha. Từ công việc buôn bán kinh doanh đến công việc đi đóng phim đóng kịch là mọi việc đàn em xuôi đều phát triển rất là rực rỡ ha. Còn phía bên kia thì họ suốt ngày cứ liên tục đăng đàn để nói xấu chị Hồng Loan. Mới đây nhất thì trên trang của cô ba Canada cô cũng có chia sẻ một cái bài viết như này, em cũng xin chia sẻ cho cả nhà được biết ha. Xin mấy người dân đừng nhận người quen chà đạp người thân, không phải gia đình thì lại thích xen vào chuyện nhà của người ta. Nhiều người bám véo 2023 chườm ra một đám, người nhận là anh Năm, đứa ba ơi con thương ba lắm, nực cười quá đi, máu mủ gì ở đây mà nhận là tình thâm. Khi anh sống thì anh Năm thương anh em hơn cả bản thân, tiền đối với Linh là không qua được hai chữ tình nghĩa. Tình người còn đó, lời người còn đó, cớ gì người dân trong giống mặt kép nha, tự cho quyền đổi chữ thay lời, vang mấy ông bà ngưng viết nhạc hát hò làm trò. Đó, ý là đang nói về cái MV của anh Quách Tuấn Du đó cô chú anh chị. Cái MV không phải của mình á, của anh Quách Tuấn Du là đang khịa về bên phía mẹ con cô bún bò. Đó, mọi người thấy không, nó cũng lên nó nói đừng làm nhớ danh hai tiếng nghệ sĩ trong lòng bao người, Vũ Linh chỉ một và ông chỉ có một gia đình. Xin mấy người dân trong ngoặc kép đừng nhận là người quen chà đạp người thân. Chà đạp tức là chà đạp bên phía cô sáu chú bảy đó ha. Đừng bẻ cong sự thật chỉ vì đồng tiền, nói người ta tham bán rẻ tình thâm, hay chính các người vì lợi vì danh nên xen vào chuyện gia đình của người khác. Đó, một cái bài viết nhận được rất nhiều những cái sự phẫn nộ của cô bác anh chị khán giả gần xa. Đây là một cái nick ảo của bên phía bún bò của chú anh chị.
Rất Lương Văn Bình hay là cô Ban Canada đó, đều lúc nào cũng có những cái bài viết công kích và nói xấu chị Hồng Loan. Trong khi đó chị Hồng Loan cũng không có một cái động thái gì cả. Tất cả bây giờ là phải nhờ vào bên phía luật sư tòa án thôi, còn kệ mặc kệ họ nói gì, cái đó là quyền của họ thôi ha. Đó từ cái câu chuyện mà họ cũng nói đến cái bài hát của anh Quách Tuấn Du, tại vì ông Sạc Bình hay là bà Sáu nghe thấy nhột quá nên cũng nhờ mấy cái đất ảo lên công kích lại đó cô chú anh chị. Má Tư thì mấy hôm nay cũng liên tục có những cái dòng trạng thái nói về câu chuyện là từ lúc này rồi mà chưa biết phân biệt hai chữ gia đình và người thân, vì tham lam vô độ mà làm mờ lý trí. Đó tức là Má Tư đã công kích lại cái bài đăng của cô Ba Canada đấy đó. Má Tư cảm thấy rất là nực cười ha, những câu chuyện rất là phi lý. Có thêm một cái bài viết muốn chia sẻ cho cả nhà trên hội nhóm của Yêu Thương và Bảo Vệ Chị Hồng Loan. Và bài viết nói như thế này quý vị: dạ em biết em là người dân, nên chưa bao giờ dám nhận em là người thân của cố nghệ sĩ. Lúc còn sống chú thương anh em, chú thì không ai dám phủ nhận, nhưng chú cũng còn thương con và cháu ngoại của chú nữa ạ. Rồi em cũng chưa thấy việc con hợp pháp của chú hay những người viết nhạc hát hò làm trò gì đó làm nhơ danh cố nghệ sĩ cả, vì người ta có nêu đích danh ai trong bài hát đâu. Đó có thể là chuyện gia đình của bất cứ ai cơ mà. Em ít đang học thì nghĩa không nhiều, em cũng không định đọc cái tút này à của cô Ba Canada, trong này đặt là cô Gia Nã Đại ha, nhưng lướt thấy chữ bám véo của cô thì làm em hết hồn. Em không hiểu ý cô là gì, nhưng em xin nghĩ là nếu không biết rõ chính tả từ nào thì hãy chịu khó mà tra Google đi, không có mất phí đâu. Đó thêm một cái bài viết cái công kích về cái dòng trạng thái của Ba Canada ha. Cô nói là mạo danh, nói là ở đâu tới xin nhận làm con của nghệ sĩ. Cố nghệ sĩ lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ các anh em của chú cả, tức là nói là đang bảo vệ cô Sáu chú Bảy nha. Bởi vì trước đây thì lúc còn sống thì chú phải đi cày để trả nợ cho những đứa em của mình. Có lúc là đang đi hát, đang đi show đó cô chú anh chị, có giang hồ lên tới sân khấu để đòi nợ luôn đó. Nó đòi nợ luôn, mọi người thấy khổ không? Chú là rất nhiều khán giả ta nói là chú là mang nợ những đứa em của mình. Khi mà đến cuối đời là cũng không có vợ luôn ha. Và sau khi mà chú qua đời rồi thì bên phía Cuốn Bò, bên phía ông Cọt Xèo cũng không để cho chú yên giấc ngàn thu ha, vẫn tiếp tục lôi câu chuyện này ra trong cái vụ tranh giành tài sản căn nhà số 5. Mọi chuyện bây giờ là tất cả là nhờ vào cơ quan pháp luật thôi. Thì Hồng Loan bây giờ là giống như là càng nghĩa càng tin rồi, bây giờ là mọi việc là phải nhờ vào tòa án luật sư thôi. Những diễn biến mới nhất thì em sẽ liên tục cập nhật trên các video sau. Em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các video tiếp theo.